Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại đây. Mọi người ơi, vậy là một cái phiên bản update mới lại được cập nhật rồi mọi người. Và trong cái phiên bản lần này nó có rất là nhiều các cái điều mới mẻ luôn. Thì chúng mình hãy cùng mình khám phá xem đó là những cái điều mới mẻ ở trong cái bản cập nhật là gì nha. Đầu tiên khi bước vào thành phố thì mình đã thấy là được ngay một cái bức tượng rất là lớn luôn của mấy cái anh chớt của Te Hộp Men không mọi người. Thì thành phố của mình đã được trang trí bởi chớt rồi. Bởi vì là ở trong cái cửa hàng Life Friend nó đã được cập nhật thêm rất là nhiều các cái đồ của mấy ông ba chớt đó mọi người. Cho nên là người ta cũng trang trí như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ thử vào trong chỗ là cửa hàng trang phục để coi có đồ gì mới nha mọi người. Ú là trời ơi, lần này á, là trong cửa hàng trang phục nó có rất là nhiều các cái bộ áo mới luôn mọi người. Lần này là nhà phát hành update áo hay sao á, mà mình thấy là có rất là nhiều mấy cái áo luôn. Và thật sự luôn nha, mấy cái áo này thì nó rất là cute luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý á mọi người. Ngoài một số các cái áo bán bằng đá quý ra á, thì nó còn có những cái áo rất là cute mà kiểu áo đôi luôn nha. Cho mấy ông bà mà cặp đôi đi thả cơm chó có thể mặc chung, ví dụ như cái áo xanh này nè. Trời ơi, nó đẹp ghê luôn á mọi người. Và giá thì cũng khá là hợp lý. Mọi người có thể đi câu cá và mọi người mua cũng được nè. Và nó có thêm các cái bộ đồ của mấy oppa chớt á. Thì bây giờ để xem là mấy oppa chớt có cái gì đặc biệt á, thì mình sẽ chạy vào trong cửa hàng Life Friend luôn nha. Bởi vì mình thấy đó, mấy cái áo này á thì rất là đẹp rồi. Mọi người có thể vào và xem cái áo nào hợp với lại phong cách của mình thì là lựa luôn nha mọi người. Bởi vì mình thấy nó khá là cute luôn á. Trong khu vực Life Friend đó mọi người thì mọi thứ vẫn là y như cũ thôi, người ta cũng không có cập nhật nhiều cái mới đó mọi người. Mà cái mà người ta cập nhật đó là mình nghĩ là ở trên phía mấy oppa chớt á. Bởi vì là lần này á là có mấy cái ván trượt mới nè, cũng như là mấy cái mà dạng như là trang phục đội đầu với lại là ba lô mới á mọi người phía trên này này. U lè trời ơi, nhìn một cái là u mê liền luôn á trời. Nhưng mà thật sự luôn á, tất cả những cái này chắc chắn là bán bằng tiền mặt hoặc là bằng vàng rồi, chứ dễ gì mà bán bằng đá quý với lại tiền sao mọi người. Nó chia ra là từng bộ trang phục khác nhau này mọi người ơi, mấy cái ba lô xinh xỉu luôn á. Đây nè, trời ơi lè trời, bây giờ mình sẽ đi một vòng cho mọi người coi nha. Mọi người có giống mình không? Mỗi lần mà bước vào đây á, là kiểu u mê là quên lối về luôn á mọi người. Bởi vì nó xinh ơi là xinh á. Phía bên này nè mọi người, người ta để mấy cái ván trượt đây này. Đây, trời ơi, mấy cái ván này là mấy cái ván mà không phải là trượt ở trên mặt đất đâu, mà là trượt ở nước đó mọi người. Ván lướt sóng á, trời ơi, giá khét thế, 70 cục vàng luôn. Nhưng mà nếu mà mua lẻ thì sẽ rất là mắc luôn. Cho nên là hôm nay á, là ở trong cái cửa hàng mình thấy á, là người ta bán theo gói á mọi người. Là bằng tiền mặt á, thì nó sẽ rẻ hơn là mình mua lẻ. Mà mua bằng đá, mua một cục vàng này nó mắc quá trời mắc luôn. Đây nè, trong phần cửa hàng mọi người bấm vào đấy nhá, là nó sẽ ra mấy cái gói kỳ nghỉ hè của chớt này mọi người. Và trong cái gói này á, thì nó sẽ bao gồm á, là một cái ván trượt nước luôn, rồi là một cái cần câu, một cái đội đầu á, một cái ba lô và một cái áo. Thì mình thấy với giá là 149.000 á, mà mình được sở hữu trừng này đồ á, thì nó sẽ rẻ hơn rất rất là nhiều so với việc là mọi người bỏ tiền ra là mua lẻ á mọi người. Cho nên á, là nếu mà ai mà u mê mấy cái đồ này á, thì mình nghĩ là nên bỏ ra để mua gói như thế này nha. Thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều á. Và mình thì mình cũng sẽ mua một gói mọi người ơi. Trong này quá trời là cái gói cute luôn, không biết mua gói nào hết. Nhưng mà mình thấy á, là cái gói mà tivi á mọi người, là mình vẫn chưa có cái bộ trang phục nào mà nó kiểu như là tivi hết á. Nên là đối với bản thân mình thì mình sẽ bỏ tiền ra để mua cái gói của anh là Hikun đó mọi người. Nếu như mọi người mà muốn biết là mình thích cái nào nhất thì mọi người cũng có thể vô cửa hàng trang phục như vậy nè. Sau đó là kéo xuống cái phần đây nè mọi người, đấy. Sau đó là mọi người sẽ thử để xem là cái mũ nào là mình thích nhất, với lại là cái áo với cái ba lô nào mà mình thích nhất thì mình mua. Còn như mình á thì mình nói rồi đó, là mình chưa có mấy cái trang phục mà kiểu tivi á, cho nên mình sẽ bỏ tiền ra để mình mua của cái anh Hikun nha mọi người. Cái gói đấy thì nó sẽ có là cái đầu tivi, một cái ba lô tivi á, là mình cũng có hơi khoái khoái á, nên là mình sẽ mua cái tivi. Đó, chưa gì hết, vô là thấy bay 149.000 rồi. Bây giờ mở ra coi cái gì nha. À, ngoài ra thì mình còn có các cái phần quà bảo trì định kỳ, nãy mình quên chưa mở cho mọi người coi nè. Nhưng mà mình mở gói sản phẩm trước đã nha. Thì đó, với giá 149.000 mình sẽ được sở hữu là tận là 5 món đồ á, nên mình thấy giá khá là hời á.
so với việc là mua lẻ mọi người. Bây giờ mình sẽ xem thử coi là cái phần thưởng bảo trì định kỳ nó là cái gì nha. Hồi nãy quên chưa mở mọi người ơi. Hôm nay vì là một cái gói VIPPass mới được mở ra á, cho nên là mình cũng được nhà phát hành tặng cho là một cái gói VIPPass và 3.000 điểm vương miện á mọi người. Thì mình sẽ nhận luôn nha. Và từ từ mình sẽ mở cái gói VIPPass cho mọi người xem á. Với lại mình cũng sẽ tổ chức cái mini game mà đá quý á, cho mọi người có thêm đá quý nha. Đây, đây chính là cái phần thưởng bảo trì định kỳ nha mọi người. Đầu tiên là được 5 cái hộp sữa cho con mèo nó uống nè. Thứ hai là một cái hộp màu xanh, đây là hộp tiền sao may mắn mọi người. Không biết là mình sẽ mở ra được bao nhiêu đây. Bảy trăm bảy mươi bảy tiền sao, trời ơi nhiều quá, sao mà xài hết u là trời ơi. Rồi tiếp là còn một cái hộp đá quý này mọi người, hy vọng là được nhiều nhiều đá quý nha. Mở ra nào. Trời ơi, hẳn là 7 cục đá quý luôn. Cái gì mà 777 tiền sao rồi 7 cục đá quý, cái gì mà toàn là 7 không vậy mọi người. Nhiều quá không biết xài sao cho hết luôn á. Nhưng mà không sao, dù sao á là có còn hơn không đúng không? Mọi người được bao nhiêu đá quý với lại bao nhiêu tiền sao để lại cái bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Để coi là mình có su cà na không hay là có người còn su cà na hơn kẻ mình đúng mọi người ơi. Và đây á, chính là cái bộ trang phục tivi nè, nhìn nó cũng khá là buồn cười đúng không? Tại vì mình chưa có cái đồ này là đồ tivi á mọi người, cho nên là mình mua cái bộ tivi luôn. Còn mọi người có thể vô trong cửa hàng để thử xem là cái nào hợp với mình nhất, mà UB quá thì bỏ tiền ra về quốc luôn thôi nha mọi người, chứ tiếc cái gì nữa, tại vì giá là quá là rẻ rồi mà đúng không? Thì để giải quyết cái thắc mắc cho mọi người á, thì các cái ván trượt nước này nó sẽ có cái tốc độ là tốc độ 3 nha mọi người. Đây là một cái tốc độ kiểu trung bình thôi á. Và khi mà mình đi ở trên cái mặt nước đó, đó thì đây chính là hiệu ứng của nó đây mọi người. Là một cái ván trượt nước á. Và cái ván này nếu mà so với cái ván ở ngoài đời á thì mình thấy nó hơi bé ha. Tại vì mình thấy cái ván trượt ở ngoài đời nó bự hơn đó mọi người. Còn cái ván đó ở trong game thì nó hơi bé đó. Đó, đây chính là cái ván trượt nước của mình đó. Đây hình như đã là lý do tại sao mà hôm bữa mình thấy người ta bán cái xe cá mập á, xong người ta lại kiểu ẩn đi á. Bởi vì hình như là người ta muốn bán cái ván trượt này trước á, sau đó là người ta mới bán cái xe cá mập á. Chứ nếu không người ta bán cái xe cá mập bây giờ mà ra cái ván trượt nước này thì chắc là không có ai mua rồi. Bởi vì là cái xe cá mập kia nhìn nó cũng khá là ảo ma mọi người. Thì tiếp theo á, mình sẽ đến với một cái khu vực mới nữa mà ta nói là nó siêu hot luôn. Đó chính là cái ngân hàng mọi người ơi. Nghe đồn là có nhiều cái kiểu là lời ở trong cái ngân hàng này lắm. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng đến và khám phá xem là cái ngân hàng của thành phố Blay, tôi nghe đồn của chúng mình, nó sẽ có cái gì hay nha mọi người. Thì để chạy vào ngân hàng á, thì mọi người chạy qua đây nè, nó ngay sát cái tòa nhà hay ghê luôn. Đây, ở đây thì có rất là nhiều ông đến ngân hàng nè mọi người. Làm như là vô đây á, là để gửi tiền hay là đi rút tiền gì á. Mẹ quá trời quá đất mấy bạn đứng ở đây luôn. Bây giờ thì mình sẽ cùng vào ngân hàng nha. Thì khi vào ngân hàng á, mình sẽ gặp ngay một cái chú là tiếp tân đó mọi người. Có một cái điều cực kỳ hay ở trong cái ngân hàng này và mình rất là thích luôn. Đó chính là gửi tiền tiết kiệm mọi người ơi. Thì bây giờ á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người á, cách mà mọi người có thể gửi tiền tiết kiệm được nha. Thì để gửi tiền tiết kiệm và rất là đơn giản luôn. Khi mọi người chạy vào trong cái ngân hàng, mọi người sẽ chạy vô gặp mấy cái cô tiếp tân này nè mọi người. Sau đó là mọi người sẽ bấm vào cô ấy. Thì mình sẽ có một cái bảng hiện lên nè, đó là thử thách tiết kiệm 15 ngày. Nghĩa là mỗi ngày mọi người sẽ chạy vào ngân hàng, sau đó là mọi người sẽ bấm vào mấy cái ô số đó. Là một ngày á, mình sẽ bỏ vào đấy là 100 tiền sao mọi người nhớ nha. Cứ một ngày mình gửi vào đấy 100 tiền sao. Thì sau 15 ngày liên tục mà mọi người gửi 15 tiền sao á, thì mọi người sẽ được nhận lại đó là 2.000 tiền sao và 20 cục đá quý. Wow, cũng khá là lời luôn á ha. Vậy tính ra một tháng á, mình có thể kiếm được á, là gần 30 cục đá quý luôn á mọi người. Nếu mọi người chăm chỉ vào và giống như là mỗi ngày cứ vào ngân hàng và bỏ vào đấy 100 tiền sao. 100 tiền sao thì khá là dễ luôn á. Mọi người ra ngoài biển hay là đi câu cá á, chừng 2-3 con cá là đủ 100 tiền sao rồi. Đấy, cứ bỏ vào con heo đất này thì cứ 15 ngày mình sẽ được rút ra là 2.000 tiền sao và 15 à đâu và 20 cục đá quý luôn. Quá trời là lời luôn. Cho nên đây là một cái cách mà kiếm tiền kiểu lâu dài cũng khá là ok đó. Cho nên là mọi người hãy chăm chỉ vào ngân hàng và gặp cái cô lễ tân này nha mọi người. Ở trong ngân hàng nó cũng có một số cái cô chú mà đứng ở xung quanh ngân hàng á, là các cái nhiệm vụ hàng ngày á, mọi người có thể vào đấy về nhận nhiệm vụ giải câu đố, sau đó là nhận tiền của nhiệm vụ hàng ngày nha mọi người.
Thì cái ngân hàng này nhìn nó cũng khá là ok đó, cho nên bữa nào mình sẽ rủ đồng bọn của mình vào ngân hàng và thực hiện cái thử thách là cướp ngân hàng nha mọi người. Đi cướp ngân hàng mọi người ơi. Và bây giờ thì mình sẽ review tiếp cho mọi người một số cây mới nha. Đó là ở trong cái mục mà cửa hàng á, thì mình sẽ có là cái hộp mà chú hề á mọi người, được quay lại rồi nè, đây nè mọi người. Chính là cái hộp mà bốc thăm chú hề lễ hội đó. Cho nên bạn nào mà muốn sở hữu mấy cái bộ trang phục chú hề á thì có thể là bốc thăm cái hộp này nha. Và nó còn có một cái hộp mới nữa và cái hộp này mình thấy nó cực kỳ hay luôn. Đó chính là cái hộp mà bốc thăm thành phố Retro á mọi người. Cái hộp này á thì là bốc bằng lá mầm á, thay vì mình bốc hộp vịt là 30 cái lá mầm thì mình bốc cái hộp này cũng khá là tổ lá mầm đó, 70 cục lận. Khi bóc ra thì mọi người sẽ được các cái vật phẩm này, mọi người nhìn nó cũng không có su cà na lắm ha, nhưng mà hình như đang bị lỗi hay sao á. Mà khi mình bấm vào cái chỗ mà thông tin xác suất thì nó ra cái hộp nhà hàng mọi người ơi. Chắc là nhà phát hành lại bị lỗi ở cái phần xác suất rồi. Thì đấy, đấy chính là cái hộp mà bốc thăm thành phố Retro á mọi người. Nếu mọi người tích được lá mầm á thì mọi người hãy vô bốc cái này nha, giống như là đổi đồ cũ để lấy đồ mới á. Một cái mục nữa đó chính là quà tặng mọi người ơi, thì cái phần quà tặng nó được thay đổi hoàn toàn rồi. Ở trên này nó có một cái bộ gì đấy mà kiểu như là giống như là đồ con bướm bướm á mọi người, mùa xuân á, nhìn nó rất là cute ha. Và còn có một cái tặng nữa là tặng cái cục vàng mọi người. Mình bỏ ra 10 cục vàng để mình tặng bạn mình thì bạn mình sẽ nhận được là 8 cục. Với lại là các cái đồ mà trang trí nhà á mọi người, với lại cái áo xanh á, nếu mà ai mà muốn tặng bạn cái áo xanh thì tặng đi nha, chứ nếu không á là mua lại phí lắm á. Và mọi người nhớ để ý nha. Và còn có là cái tóc với lại cái đôi giày nó đã quay trở lại rồi mọi người. Thì đây là các cái quà mới ở trong cái mục mà quà tặng muốn gửi. Và đây á chính là cái bộ con bướm này mọi người, nó dễ thương, cute mà dễ mê luôn á. Nó có cái cánh này xong cái váy với lại cả hai cái đầu ở phía trên đó mọi người, nhìn nó cute ghê luôn. Và chị Mèo đã tặng cho mình là full cái bộ này luôn. Trời ơi, nó rất là mắc luôn á. Em cảm ơn chị Mèo rất là nhiều vì nó dễ thương quá trời luôn. Ngoài chị Mèo ra thì các bạn kia cũng tặng cho mình rất là nhiều quà luôn. Mình cũng cảm ơn mọi người nha, là mọi người đã cố gắng là tặng cho mình sớm nhất á. Và mọi người nhìn nè, trời ơi nó cute ghê luôn. Mình sẽ cho bộ này là 100 điểm bởi vì nó quá là đẹp luôn á mọi người ơi. Thì đó chính là tất cả những cái bề mới ở trong cái bộ update lần này á. Và cái cần câu á mọi người thì nó có độ bền là 45/45 nha. Và đây tất cả là thông tin của cái cần câu nè, mình sẽ show cho mọi người coi luôn. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái cần câu này để đi câu cá để coi là nó có ra được cá không hay là nó su cà na. Thì tất cả những cái thông tin mà mình vừa mới cung cấp cho mọi người chính là những cái thông tin mới ở trong cái bản cập nhật mới này. Thì nếu mọi người mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nha, hoặc là mình còn thiếu cái gì á thì hãy nói cho mình biết nha, chứ mình mới phát hiện ra có chừng đó mọi người ơi. Và mình sẽ đi câu cá, mình đi gửi tiền, sau đó là mình sẽ làm video cướp ngân hàng mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã coi video của mình từ đầu tới giờ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người các video tiếp theo nè. Bye mọi người.